cái thôi, nuôi khoảng cái thôi. Chống lên. Một cái thôi. Đây là ba cái này, bốn cái này. Cái này nó nào vậy nhỉ? Cái đằng kia, đằng đóng gạch đó. Đây có một cái này. 2, 3, 4, 5, đúng rồi. 5 cái đó. Hôm nay anh em công binh xử lý đầu M79. Mình đào lỗ đâu thầy? Đào ngay bên đây, đưa nó xuống bên đây. Khoan hả? Để như đó xa quá không? Đằng đây nè anh. Nằm trái. Bên chính quyền không ai vô hết này. Có bình thôi à? Xã đội. Xã đội vô ghi nhận. Để kia xa quá không? Xa quá không? Ờ, cái đó cái mộ đó. Đây cái mộ nữa nè. Kia cái nữa kìa. Mình có đạp vào đó là được. Cái chân. Ui. Vôi mua không có. Đang là muối không à, ra chợ mua, kêu ở ra chợ là không có bán vôi đâu. Ra tìm vật liệu xây dựng đâu có đâu. Bỏ muối xuống trước hả? Quan chỗ nào đừng có gốc cây đủ. Gốc cây nó vặn gãy tay luôn á. Gãy tay mày luôn á. Không di chuyển lại được à? Bê thả một phát xuống hết mấy quả luôn nhá. Địch địch gì đưa tao. Cầm luôn, ném luôn. Bỏ muối lót chứ không? Có từ đó.
tên không? Mộ có biết tên đâu. Biết ngày trưa họ chôn mình đâu biết đâu. Mình thấy giờ mình ở mình thấy mình đắp tên người ta thôi. Đúng á, bóc là nhanh nhất làm cái này sợ khều khều vậy. Nguy hiểm. Cái này hai trái luôn anh ơi, hai trái này ấy lắm á. Dạ. À. Thấy 92. Chỗ đó như 4 quả à. Lại rớt nữa rồi.
được. Mẹ về bình bầu thế khen không vậy? Quái luôn. Mình đâu ấy vô mấy trên. Ok. Làm một cái nắp. Làm một sợi dây nữa, anh đây nè. Bỏ vô. Hút nó luôn. Ngày này bỏ xi đóng lên cái. Hai năm hả? À. Rồi, mình đã được bỏ vào hố, giờ tại muối. Sau này làm cái lòi ra mấy quả nữa thì này có cái máy giò xì. Đất của mình ra tới đây luôn hả? Cái hàng rào sau siêu bán nữa là bán tới đây thôi hả? Siêu bán cho người ta sao bán tới đó? Đó đất đất phía trước người ta chứ mình đâu bán miếng nào đó. Đất của mình, đất mình hình L. Cái khoan kia khoan được 1 mét không hề? Chắc 1 mét. Để cục gạch lên anh. Lốt. Gạch lên. Để biết vị trí. À. Sau này tránh khỏi đào chứ. Nhỏ. Đào chọt xuống con trúng. À, hả? Sau mưa là nước nó ngấm dần là muối chảy tan. Quay gì? Ừ. Nước mặn là nó. Hy vọng sau này múc lên là nó còn cái cục oxy hóa. Nó sẽ xanh lè đấy. Đồng oxy hóa, nhôm oxy hóa. Thấy ở đâu? Dạ. Chị hái đi. Chị hái đi. Rồi, 5 quả đã được tiễn về hai lỗ. Này đâu phải sắt đâu. Không phải sắt. Này OBS hay sao?